Dạ, ừ. Tôi sẽ zoom cái mặt tôi ra. Nhìn ngu thì chứ. Wow, chào mừng trở lại với video Battle Cat mới. Thì trước khi chúng ta gọi là bắt đầu chơi thì mình có một vài điều cần thông báo nè. Thì mình có cái trà quán TQ. Ok, đây là cái group Facebook của mình. Các bạn nhớ vô gia nhập nha. Ok, anh không ôm thi đại học hả? Ừ thì mình dạo này mình ôm rất là nhiều, mình thấy không, mình không có ra đăng video thường xuyên. Thì video này sẽ là cái gì đây, chúng ta sẽ không quay mèo nữa. Khoan, ý của mình là chúng ta sẽ không quay mèo nhiều như trước nữa, nhưng mà chắc chắn sẽ quay mèo. Nhưng mà vấn đề ở đây là mình không có nhiều cái cách food, hiểu không? Đây, chỉ có một đúng một vé duy nhất thôi, chứ phải gọi là dùng cái nhân phẩm của mình vào cái này. Mình sẽ bấm cái nút này. Không tệ quá nhở. Ở đâu rất là tệ luôn á. Trời ơi, nghĩ sao tôi bỏ hết 100 rưỡi ra để trúng con mèo này ư? Đây là một nỗi nhục nhã các bạn ạ. Bây giờ mình lại còn có 600 tiền thôi. Các bạn có biết điều đó có nghĩa là gì không? Là mình rất là nghèo. Anh có sáu muối không? Kìa, hình như mình đọc lộn đúng không? Mình thì không, mình không sáu muối các bạn. Mình chỉ kiểu có đi tập gym thôi, kiểu như cho cơ bắp tăng cuồn cuộn á. Đây cho các bạn coi nè. Sáu muối vào một cục hả? Trời ơi, mấy cưng nói gì kỳ vậy mấy cưng. Đó là hot boy quận 2 đó nha, đừng có đùa. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu quay tiếp chứ, mình còn rất là nhiều tiền mà các bạn. Một con mèo nhảy bongo. Các bạn biết gì không? Nhà phát hành cũng có một tựa game tên là Bongo Cat á, là cái như là mấy con mèo nó sẽ nhảy đại loại như vậy, nhưng mà mình không thích chơi lắm, không? Nếu các bạn thích thì mình sẽ chơi thử. Các bạn có uống sữa chua không? Đây là sữa chua Nhật Bản nha. Thì vấn đề đây là mình không phải quảng cáo gì đâu, nhưng mà nếu như có quảng cáo thì tốt. Làm ơn tài trợ tôi đi, Yobik. Đây là sữa chua Yobik. Tài trợ tôi đi, please. Tôi sẽ là một người tài trợ tốt. Phù thủy hả? Không tệ lắm. Ok, các bạn thấy đó, thì ở màn hình của mình hiện tại chỉ còn có 50 cái phút thôi. Đây các bạn nhìn này đó, thấy không? Đó, mình kéo cái mặt của mình ra cho bạn coi nè. Mình là phép thuật. Bây giờ ta trái đúng không? Ta sẽ biết thành phải. Và phải sẽ đi qua trái. Đó, đây gọi là sức mạnh ma thuật. Để mình chỉnh lại cái gọi là mấy cái con mèo của mình đã. Ok, các bạn thích mình chơi con nào các bạn comment coi. Comment nào. Chơi con gì đây? Mình có Ultra Red Cat nè, đó. Chúng ta có mèo trời ơi, mèo y tá tuyệt vời đúng mọi người. Các bạn đã thấy y tá mang một đồng phục mèo bây giờ chưa? Mình thấy rất là nhiều rồi, nhưng mà chưa thấy trong game bây giờ cả. Mấy con Luga hả? Đây có một bạn comment là Sting AB này kêu là thích mấy con Luga đúng không? Ok luôn, anh chiều mấy cưng luôn. Đây nè, trời đó, các bạn thấy không? Ở trong tập trước á, mình đã mở được rất là nhiều Luga luôn. Nguyên dòng họ luôn, ông nội, ông anh, em, chị nó có hết luôn. Rồi có lại con mèo Skitter này nữa, con này mình chưa chơi bao giờ cả. Bỏ thằng giới ra rồi, gắn con mèo xịn này vô. Chúng ta có tạo đại diện của Chizo nè, mình đã có cái phiên bản nâng cấp hết rồi. Nhưng mà còn phiên bản bình thường mình chưa chơi bao giờ cả. Chúng ta sẽ cho phiên bản cầm súng ra ha. Đó, quăng con này ra đi, con này mình chơi rồi, cũng được thôi, không mạnh lắm. Còn con Guardian Gameron này mình chưa chơi bao giờ cả luôn. Phiên bản tiến hóa cả phiên bản bình thường chưa đụng tới bao giờ cả. Nói chung là mình có rất là nhiều mèo mà mình chưa bao giờ đụng vô. Yo, what's up bạn? Bạn xem trễ hả? Không sao. Bạn xem trễ cũng được, nhưng mà quan trọng bạn có xem lâu, hiểu không? Các bạn chỉ cần bấm nút like ngay bây giờ thôi, các bạn sẽ được miễn phí một chai sữa chua Yobik. Làm ơn Yobik, hãy tài trợ tôi đi. Tôi đang quảng cáo miễn phí cho mấy ông nè. Làm ơn. Miku Hồng nè. Oh, Megurin Luka nè. Cái phiên bản này mình chưa chơi bao giờ nè. Bỏ cái này ra coi. Quá tuyệt vời luôn. Mình nghĩ là vàng super rare được rồi ha. Chứ sẽ chơi những con nào mà nó nằm ở tầm dưới nữa, hiểu không? Như là con mèo đầu môi nè. Ấy mình là đầu chọc. Mình ám ảnh bởi đầu môi quá. Mỗi lần mình ra đường là mấy đứa bạn mình kiểu ơi thằng đầu môi kìa. Rồi khó chịu ghê luôn á. Vậy sao đây? Bây giờ mình phải bỏ cái con Luca này ra thì mọi người sẽ nghĩ rằng mình là thôi. Mình thà làm sim cũng được, không sao, mình là dạy gái. Thôi, con cá hả? Cá hồi. Mình thích ăn cá hồi lắm, các bạn nghĩ sao? Rồi comment thử coi, có ông nào ăn cá hồi không? Giơ tay lên coi. Ok, chúng ta sẽ gọi thầy chùa này ra trừ tà tụi nó. Đúng là lũ ăn thịt. Chúng ta phải trừ tà. Để coi làm gì ha. Ok. Cầm tao cá có đập. Mình là Weibo chuyên nghiệp, hiểu không? Mình không phải là Weibo bình thường. Các bạn đừng có đánh đồng nha. Ô, trời, các bạn coi kìa. Nó cầm cái súng. Các bạn ơi, nhìn ghê. Nó đã nhanh rồi mà nó còn mạnh nữa chứ. Mình chơi lại nó. Kiểu như là bắn. Bắn súng quá đã luôn. Mình hỏi một câu nhỏ nhỏ nha.
Ở đây có bạn nào cắt đầu cắt môi không? Mình nói thiệt nha, mình không có cười các bạn đâu, chỉ là mình khảo sát thôi, hiểu không? Ai cắt đầu cắt môi giơ tay lên. Mình đầu tiên nè, đây các bạn nhìn nè, tóc của mình rất là kỳ cục. Nó không gọi là phong cách gì cả. Ok, ai cắt môi giơ tay lên nào. Chúng ta là những người đồng cảnh ngộ, hiểu không? Chúng ta phải chia sẻ với nhau. Ok, như mình thấy thì có rất nhiều bạn cắt môi giống mình. Tuyệt vời lắm các bạn. Ok, cuộc sống cắt môi rất là khó chịu. Không có con gái nào theo mình cả. Ok, gọi con biến thái. Các bạn thấy thứ này không? Để mình cho các bạn coi. Cái con này nè, nhìn nó tục quá à. Cũng không hiểu luôn á. Tại sao sinh vật nào có thể bựa vậy được. Mà con này nó to khủng khiếp luôn á mà. Ok, đẹp đó. Các bạn có thấy con này bây giờ chưa? Nếu như bạn đã có rồi, các bạn giơ tay dưới bên nào. Giơ tay lên, giơ thật cao lên. Bấm nút like video ngay bây giờ đi, tại vì con này nó quá là xịn. Ôi, còn ông già nè, ông già nè, ông già yoga. Mình biết là mình thấy này một lần rồi, nhưng mà cái chân nó nhìn nó tục quá. Ủa sao nó chết rồi? Ủa sao cái con Luga này yếu vậy ta? Ok, phó đà bay nè. Chiến hạm B-52. Oh yeah, quá nhiều bạn comment, quá tuyệt vời. Lâu lắm chúng ta mới có gọi là khoảng khắc kết nối với fan như thế này, đúng không? Tại vì bình thường mình quay video chúng ta không có đọc comment nhiều được, nhưng mà clip stream mà chúng ta phải quẩy lên chứ. Đâu là con mèo anh thích nhất trừ gái? Sting AB, bạn hỏi gì kỳ vậy? Mình thích con mèo tại vì nó là gái mà. Tại sao bạn? Diệp Ngọc, anh xấu trai vờ lờ thế. Ở khoan chết rồi chết rồi. Wow 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 wow. Oh my god. Oh my god, cái sức mạnh gì đây? Oh my god các bạn ơi. Quá đã luôn. Cái con này nó quá là xịn kìa các bạn, con nó chạy kìa. Mấy thằng nhóc con. Wow, các bạn thấy không? Nó chạy tốc độ kinh hoàng luôn các bạn. Ok, để chị thổi kèn cho mấy em nghe nha. Khỏi. Em mình là đánh trống. Hello hello, konnichiwa minasan. Watashi wa chai Nhật Desuka. Ok, mình là chai Nhật rồi. Các bạn nói chuyện với mình, các bạn phải gọi đổi xưng hô đi. Cái cảnh tượng nhìn đẹp quá vậy. Rồi chúng ta sắp qua chép mới đó các bạn. Còn có vài trận nữa thôi. Chỗ bạn đang mưa hả? Tôi cũng đang mưa nè. Nhưng mà mưa trong lòng, hiểu không? Tại vì quá nhiều người xem mà không có like gì hết. Không chịu like cho tôi. Tôi không có tin được mọi người đối xử tôi như vậy. Hãy bước xuống bấm like ngay bây giờ đi. Các bạn nếu làm được thử thách thì các bạn sẽ được thưởng một nụ hôn nồng cháy. Bắn nó. Thì con nhỏ này nó cầm súng bằng đuôi đúng không? Tại sao nó cầm súng bằng đuôi được? Vô lý thiệt chứ. Ok, kho báu mới nữa rồi. Nhưng mà mình vẫn chưa kích hoạt được. Đây cho bạn coi kho báu của mình nè. Có kho báu này đó. Đây, cái này thiếu một cái kho báu nữa. Cái này là nó ở Greenland, vùng đất xanh. Ok. Hello tiên thủy. Mình đã Greenland này các bạn. Bây giờ mình ăn cái này á thì mình sẽ được kho báu á, là mình sẽ nâng cấp được. Ok. Anh ơi, anh nước quá. Bạn nói gì kỳ vậy? Tôi là dân chơi số 1 Việt Nam. Đùa. Ồ, chúng ta đã có khiên mèo các bạn ơi. Anh có crush không? Mình cũng có crush, nhưng mà vấn đề đây là cô ấy không nhìn mặt mình. Tự nhiên buồn quá vậy ta. Ok thôi, bỏ đi. Đừng nói chuyện nữa. Nó để tôi khóc á. Được rồi. Đó. Nãy mình có khiên mèo 100% với các bạn. Đó, lúc nãy có 66% thôi, giờ lên 100% rồi. Đây, đó, đây khiên mèo siêu quý việt. Tiếp nào, chúng ta phải hoàn thành được chap 2 trong ngày hôm nay nha mọi người. Cố lên, để mình đổi dàn mèo cái đã. Mèo này mình chơi nhiều quá rồi. Chứ có mèo nào gà gà ấy coi, mình muốn con mèo cái voi, bỏ gái đi. Chúng ta yêu thương động vật. Mèo Titan nữa, bỏ thầy chùa ra, mình sẽ đeo con đường tà đạo. Đã tà mà rất là đạo nữa. Mặc dù mình nói chẳng có nghĩa gì cả. Rồi đánh New York nào. Cứ sư phụ mà đánh thôi đúng không? Con này rất là mạnh. Nó có cái bè mèo con dễ thương vậy. Nếu anh trầm cảm thì anh sẽ biết sợi dây thừng có tác dụng gì. Mình hay cột vào cổ cho dễ ngủ á các bạn. Thôi được thôi nha, mấy ông đỡ tin thiệt. Kéo lại lên VTV nữa. Ok, đã xong. Ok, chúng ta sẽ gắn con mèo nghệ sĩ vô, thấy không? Để cho nó gật đầu, nó quẩy hết cái độ hình này luôn. Oh my god. Cho bạn coi thứ này nè, đây là mèo sư phụ. Đó, mèo võ thuật. Còn cái này thì what the hell? Đây là thứ gì? Oh my god. Càng coi cái cơ đùi nữa kìa. Rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Tôi chọn em. Oh my god. Con mèo dây ngực. Ôi trời ơi, tôi không tin được. Tại sao người ta nghĩ được thứ này cơ chứ? Oh my god. Đây là cách lòng mèo mặc quần sao? Rất là tuyệt vời. Subarashi. Nó đá kìa. Đỉnh gì vậy? Bermuda. Mày biết là cái game này rất là dị rồi, nhưng mà tại sao nó mấy con này nó lại mặc cái quần?
đây là tôi không biết phải nói sao nữa, rất là tuyệt vời mọi người, rất là tuyệt vời. Ok, em sẽ gọi nguyên đội quân chân dài quyến rũ tụi nó. Mà quá, tao có súng nè, chạy đi, chó lẹ đi, nhiều chuyện thì chứ. Đó, cứ bắn vậy thôi chó lẹ, để con mẹ di ngực coi. Oh my god. Nó rất là nảy và mình thích nó. Tuyệt vời luôn. Sao anh không làm video live stream hay là gọi là thử thách gì reaction hả? Mình cũng định làm mấy video reaction như là bạn cười bạn thua hay gì đó, hay không? Nhưng mà mình chưa có biết video đâu cả. Kiểu như là mình phải có những video để mình reaction, hiểu không? Nhưng mà các bạn hãy tham gia group Facebook của mình, rồi các bạn vô đó các bạn gửi video hài hước vào, mình sẽ react tụi nó, hiểu không? Đại loại như vậy. À, các bạn nhớ vào group Facebook của mình nha. Ôi ôi, mình chưa kêu con này bây giờ nè. Oh my god. Cái gì vậy, nó mạnh nha. Trời, nó bắn liên tục kìa. What? Gì khủng khiếp vậy? Trời, các bạn coi kìa, nó không mạnh kinh khủng luôn. Sức mạnh kỳ diệu gì đây? Các bạn thấy không? Wow. Trời, các bạn có nó bắn không ngừng nghỉ luôn á, sao mà... Ok, tôi sẽ ngủ nha, mọi người khi nào thắng gọi tôi dậy. Ok. Chứ này có thêm khẩu báu mới. Để xem thử coi. Cái kiếm này nhìn rất là đẹp luôn á. Colombia, Brazil, Argentina, những này mình chưa có tới. Nhưng mà chắc chắn sẽ tới được. Ok, let's go. Chúng ta còn 30 phút nữa để hoàn thành được cái khẩu báu này. Bây giờ mình đã không còn rich cat nữa rồi. Chúng ta phải tự thân mà gánh thôi mọi người. Cái gì vậy? Mình tưởng đây là cái máy bay các bạn. Rồi cuối cùng nó là cái xe. Và cuối cùng nó không có bắn gì hết, mà nó dùng cái đầu nó để đánh. Nói chung là bất ngờ hai ba lần vậy đó. Khó chịu ghê. Ê, cứ gọi này ra spam thôi là ăn cái gì nữa, đúng không? Nó bắn một phát chết liền rồi. Piu 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 piu. Ok, mình đi gọi là bỏ. Tôi cảm thấy thất vọng về loài người của mọi người. Các bạn nhìn nè, nó quá là khó chịu. Tôi có thể là không, tôi không ngừng nhìn được cái này. Nó quá là hấp dẫn. Không tin được. À. Ủa khoan cái gì đây? Yes. Quá là hợp lý luôn. Cái này nó bị kiểu như YouTube phạt của ta. Nhìn nó cảm thấy rất là ấy của mình là nó gọi với các bạn hiểu ý của mình không? Mình sẽ bị phạt quá. Ok, và mình cũng rất muốn chơi thêm nhưng mà các bạn biết gì không? Mình rất là buồn ngủ rồi, mình phải đi ăn nữa. Nên là hẹn các bạn ở live stream lần sau nha. Mà trước khi các bạn đi, các bạn nhớ gọi là vô group Facebook của mình nha. Vô lẹ đi. Thôi không tôi bắn á. Lẹ coi. Vô group Facebook của tôi coi. Vô đi á. Tôi không có đồ đâu á. Vô đi, please. Alright, và bye nha.